Vâng, chào bác, chào anh em, chào mừng các bạn trở lại kênh Quyết Audio. Tiếp tục một mẫu vang cơ này, số mà em sẽ trả cho bác anh em giá sập sàn luôn. Đấy từ thương hiệu ETC, model là KM440 các bác nhé. Có đầy đủ điều khiển, cổng quang, Bluetooth, chống hú, Eco River chỉnh riêng biệt. Màn hình số, màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin của em vang luôn. 3 nút âm lượng điều chỉnh tổng như mic, effect, music đều có đèn sáng các bác bật lên. Đấy, đầy đủ cho anh em luôn nhé. Và em test thử về chất âm của tiếng mic cho bác anh em đang kết nối với một em mic dày có 200 ngàn đồng đây. Chưa đến 200 ngàn đồng luôn đấy. Đây em test thử tiếng nhé. Rất êm ái các bác nhá, cực kỳ êm ái cho anh em luôn. Và giá này khuyến mại sập sàn cho anh em luôn, tặng dây bao ship. Các bác nhận hàng kiểm tra đúng hàng ra thanh toán. Hàng chính hãng thì sẽ được bảo hành đến 24 tháng. Và chỉ nhỉnh 1 triệu đồng một chút xíu thôi là anh em có thể sở hữu được một em băng cơ này số cực kỳ chất lượng đến từ thương hiệu ETC rồi. K140. Các cổng đầu ra của nó đây có cả ca lông, có cả AV cho anh em, cực kỳ dễ đấu nối cho bác luôn nhá. Các cổng đầu vào thì đây có hai cổng AV này, cổng quang này, Bluetooth, cổng quang si. Đầu ra của nó thì có hai cổng ca lông ra nhạc chính và có cổng súp bằng ca lông, cổng súp AV. Ở đây còn có thêm cả cổng deck out để anh em thể kết nối với điện thoại để livestream trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau nữa. Cực kỳ tiện lợi cho anh em luôn. Chống hú rất là tốt trong dàn âm thanh karaoke gia đình. Các bác có thể nâng cấp em âm đi lên hát karaoke cùng với anh em gia đình, cực kỳ tuyệt vời nữa nhá. Và anh em mà có nhu cầu thì anh liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ngay dưới phần video để đặt đơn các bác nhá. Hẹn cho thông tin bên em sẽ gửi hàng về cho bác anh em nhận hàng, kiểm tra đúng hàng và thanh toán. Và anh em đang xem video đừng quên ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh phía bên dưới nhé.